Ok, hôm lên em. Hôm nay thì chiến tiếp con Forsaken King 2 thôi. Lần trước tôi chơi là mới xong cái ở cái vùng đất ban đầu. Mình đánh bại được mấy cái quân lính của nữ hoàng. Gọi là cái đội cận vệ gì đó. Sau đó thì giúp đỡ cái bà chủ quán rượu làm một số cái quest nữa. Rồi cuối cùng là chui cái đường cống ngầm ra được cái vùng đất mới. Thì chỉ mới chơi tới đây là dừng lại thôi. Còn cốt truyện ban đầu thì cái phần 1. Chúng ta điều khiển một nhóm 3 người. Vẫn là những anh hùng bất đắc dĩ. Sau khi mà dùng bản thân mình hy sinh luôn để phá hủy cái tòa tháp bị nguyền rủa của cái ông vua đời trước hay gì đó, rồi sau đó đem về cái chiên chế vô bà nữ hoàng. Đây, tóm tắt được câu chuyện nè. Đó là cái ông mà dạng như là tỷ tướng hay là thừa tướng gì đó, nói chung cái này bên châu Âu nên cái chức vị nó cũng không giống lắm. Ông này tên là Vexor nè. Ổng là ám hại là vị vua với bà hoàng hậu luôn. Rồi xong là ở phần 1 là ba vị anh hùng của mình lao vào tòa tháp này, chấm dứt cái sự hỗn loạn do ông này gây ra bằng cách là hy sinh bản thân luôn. Sau đó thì cứu được cái nữ hoàng. Sau đó thì đem lại cái vương triều cho nữ hoàng. Nhưng mà chỉ được một thời gian thôi. Sau đó bà nữ hoàng bá lại là quá điên khùng. Thì cái vùng đất này tiếp tục là bí ẩn nữa. Chúng ta lại tiếp tục làm những anh hùng bất đắc dĩ đi giải cứu cái vùng đất này tiếp. Úp mà AMD lên bây giờ nó chắc nó ra bản này ta. Đây game mình đây. Mà đây tắt vệ sinh ghi xin cho nó đỡ giật. Ok. Rồi. Chapter 2, chapter 3, chapter 4, 5. Lần trước là đi đến đâu tôi không nhớ nữa. Continue, hình như là lần trước mình đã dùng đất bên đây. Mình đi chui cống ngầm và qua bên khu vực này. Chúng ta gặp cái chợ đêm luôn nè. Nhưng mà bây giờ thì chợ nó đóng cửa rồi. Ok, FPS nó cũng ổn định. Nhưng mà mới vô đụng level 5 á. Đội ngũ của mình thì ba nhân vật level 4. Đánh được thì cứ đánh luôn. Bên đây có một cái event. Nhiệm vụ của mình hình như là đi xuống đập cái băng cướp ở đây. Ở bên đây có một cái event gì đó nè. Buổi tối thì cái này nó tên chợ đêm nên là ban đêm nó mới mở. Đi thẳng vào chỗ này luôn. Mình đã phát hiện ra một cái điện thờ. Tăng cái vàng 20% lên. À đây cũng được. Chiều vàng mình thấy ít. Chưa được. Nhân vật của mình thì mình đã phá hủy một cái điện thờ trước đó rồi nên bây giờ không phá hủy được. Ê. Lên đánh thằng trên này trước đi, tí nữa đánh nhận xong. Bây giờ nhắn thằng này gom tiền bên mà những cái người khác qua nó. Chuyển hết cho AD luôn. Pháp sư chuyển hết tiền cho AD. Để AD nó lên đây nó cầu nguyện nó lấy 20% tiền đó. Ủa? AD cũng phá cái điện thờ luôn á. Ừ, mình lúc trước là phá cái điện thờ này. Đây nè. Pháp sư thì cũng phá điện thờ rồi, chỉ có hỗ trợ với thời gian là chưa thôi. Test điểm tầm nhìn đó.
Pháp sư mình có điểm hồi focus nên cứ vô tư đi. Mình đã triệu hồi được thêm một con cú vào cái đội hình của mình. Cái này mới nè. Đâu? Cú đâu? Đấy à? Coi được chỉ số không? Đánh này thợ rèn nó chưa vô được nên chờ đi. Chờ thợ rèn lên đánh. Cái băng cướp này level 5 thôi nên là cũng ok. Qua đây luôn, 2 ngày nữa trời tối à, thì tiền của mình chắc chuyển hết qua cho hỗ trợ đi. Rồi thợ rèn lên đấm này, chúng ta là 5-1. Đây có con chim nữa nè. Ủa con mình đó hả? Rồi ơi, con mình nó làm huy động lực lượng 5 thằng lên. Chơi chơi chơi. Anh để bàn này chất lượng luôn. Cái này mới nha. Đầu tiên mình là AD đánh nè. Cái này là cái gì? Cái phút này là gây cái hiệu ứng gì chón chón gì đó nè. Hình như hôm qua tôi đổi cái vũ khí cây gậy. À, nó đẩy lùi về 1 ô. Cũng được. Ồ, chết luôn rồi. Khiếp. Tự nhiên cảm giác mình mạnh mẽ lên phết chứ. Trời mưa ơi, thời tiết xấu rồi. Nên cái nhân vật mình nó đi như rùa luôn. Cái xe gì đây đây? Thử rồi. Thợ rèn này bán cái nhẫn, cái liều. Cái liều thì đáng mua đó. Cái quyển sách này đam thì yếu hơn nhưng mà nó có đam sóc. Nó thậm chí là sóc nguyên một nhóm luôn đó. Cũng ngon đó. Rất là ngon á. Còn về sát thương thì nó có một cây gậy nguyền rủa. Cây gậy này có chức năng là bảo vệ đồng đội luôn nè. Cây này thì nó thiên về sát thương rồi, nó giống cây của mình đó, giống hệt luôn. Cây mình có 113 đồng à. Hai cái này thì nó dạng mini thôi. Nhưng mà anh em xài cái này á, là nó vũ khí một tay, tức là cái tay còn lại của mình đó có thể cầm được cái khiên nữa. Còn mình đang cầm là cái hai tay đó. Tôi khá thích cái quyển sách này nè. Cái quyển sách này thì mình có thể gây sốc cho nó. Sốc về sau nó rất là lợi hại luôn. Chắc sẽ mua hai cái này. Cái nhẫn này cũng ngon nữa, cộng với 4 né tránh mà. Nó pháp sư có cái điểm gì focus khá là ngon á. Trời ơi, em thở gàng cũng đi được có 2 ô mà. AD ghé đây để chuyển hết tiền qua cho hỗ trợ đó. Hồi nãy là tôi lên cái cây gậy mới nên đánh ổn định thôi. Thử mà lấy tiền của hỗ trợ đây. Đây, hỗ trợ chuyển hết tiền qua. Xong rồi pháp sư chạy thẳng lên cái chợ đêm đây mua được cái gì không?
Bây giờ chưa đêm đó hả? Rồi mới đết mà mới chạng vạng à. Tốn thanh tuần của tôi. Mình sẽ mua cái sửa chữa nè, để về sau chụp sửa liền. Một cái liều để hồi máu. Còn cái quyển sách này ti đam nó rất là thấp. Đam cực kỳ thấp luôn á. 42 thì mỗi hộp nó cũng là 10 đam. Còn cái này thì nó có 9 đam thôi, nhưng mà nó xây nó sóc cho nguyên một nhóm được. Đam tối đa nó cũng chỉ là 18. Tôi cần sát thương hơn là khống chế. Cái nhẫn mình đang là hai phát nha, hai sở hai chục may mắn thì không biết nó có tái chụm vô. Chắc tại cái nhẫn do này hỗ trợ mình là 16 kháng phép thôi. Sáu né tránh miễn nhiễm với lửa. Không 16 sức quyết. Vậy là lấy cái cuốn sách này. Cuốn sách này gửi qua cho bên phòng trợ. Tìm được cái gì á? Tăng được thêm một cái điểm phong cách tối đa cũng được. Rồi hỗ trợ bây giờ mang sách này vô đi. Có cái áo mới à? Hai thủ bốn kháng, hai đam sát thương không. Áo này không lấy. Tăng được thêm một sở feat. Miễn nhiễm với mà chỉ máu. Hai đâm phép. Đâm phép nó 23 à? Không, không lấy đâu. Rồi, em tuôn được rồi. Không, mới có hai người chưa vô được. Giờ mới tối nè. Chợ đêm nó bán cái này hồi vui máu. Bán mắc chi ta? Một cục kẹo này tới 260 rồi. Nó chỉ bán nón là nón xịn thôi. Thằng AD đang là cái nón cùi nhất. Thợ rèn cũng nón cùi luôn. Nón này nón tím nữa. Mình có thể mua được cái nón nên chắc mua nón á. Cái áo này cũng đúng ngon đó nè. 346 tiền đó. Cái áo này thì do thằng AD. Nó tăng được 2 điểm né tránh. Ba giáp bốn kháng phép là rất nhiều đó nha. Tăng thêm ba đam nữa nó cũng ngon á. 346 đồng. Hay là lấy cái đó ta. Rồi để dành mua cái kia đây không cần nón đâu. Test điểm tầm nhìn nữa. Được cái gì nè? Mở được cái gương báo, hy vọng là có tiền.
3 điểm thức tỉnh. Đóng thôi. Bắt đầu cái sự kiện trao lên rồi. Lại là mày nữa à? Thằng này hình như là thằng trong quán rượu đầu tiên đúng không? Tao bây giờ đã khôi phục rồi, mày nghĩ rồi có thể đánh bại được tao lần nữa à? Nghĩ lại đi. Vui của những cướp thì thôi, né né né. 2 4 6 7 thì nó mạnh lắm anh em ơi. Bảy à? Nó tới 10 giáp lận, thằng AD mình đánh là gần như là không có tác dụng luôn á. Sáu đạp, khoảng một đam không sao. Pháp sư là phải gì chứ. Bây giờ hả? Nè nó hỗ trợ ăn hai mấy đâu. Hai thằng này bay màu. Hai chục máu thì không sao, có ông thợ gàn mà sự phí tổng thấp quá à. Con chim mình nó chết rồi sao ta? Bát này mà thằng này có bộ trâu chó nè nha. Rồi nó đỡ phát một luôn. Rồi hụt. Trời nó né luôn. Khiếp vậy. Hụt rồi bạn ơi. Để ông nội hỗ trợ cho dính đau. Phải tìm cách phá tôi thằng này mới được. Cắn nó chim, cắn nó chim, ừ đúng rồi đó. Rồi hụt phát trời, nó sống không? Nó còn ở 70 máu lận. Mình đánh thằng này thì thằng bắn cung nó vẫn bắn được một cái. Hai mươi tám máu cho bắn cung nó bắn đi, nó bị mà dính cái xét rồi. Này thì mày bắn vừa đủ đam rồi, thợ gàn chim với mà thằng kia cái nữa là xong này rồi. Thợ gàn không biết hai cái nhưng mà đánh vẫn đau hết á. Lên cấp hồi máu hỗ trợ thì thôi tốt.
171 tiền. Cái kiếm này có 0.6 đâu mà. Nó thuộc về dạng cổ vật luôn đó, là cái thánh tích luôn á. Và cái này được cái đánh chón nhưng mà đánh tôi liên tục luôn. Cộng cái một Gimme Action này là cái gì tôi không biết mà. Cái nón mới, 3 kháng, 3 kháng, 3 feat. Mất 3 né tránh. Chín hai mươi hai, cây này nó thuộc dạng thép nhưng mà nó bình thường thôi. Đi luôn đi, lỡ rồi. Thời gian này thì cái vũ khí bình thường. Cái này thì nó dễ vỡ nha. Đam nó rất là cao luôn nhưng mà nó dễ vỡ. Mình đánh hụt cái là nó vỡ luôn á. Nên cũng không muốn mạo hiểm xài nó. Bất chắc lắm. Còn cái này thì nên không ta? Nó chỉ tính theo magic đam nữa nhưng mà nó có chỉ số sốc. Không, xài đó em kiếm kia đi. Không xài được hả? Chắc là chưa tới tool. Bây giờ đang tool của là hỗ trợ. Còn gì đây? Golem lửa gắn nâu, biết gì nãy lên đánh chó anh này luôn. Đánh nhện độc thôi, sợ nhất chính độc của nó thôi, nhưng mà máu nó chịu à. Rồi nó né luôn rồi. Chờ mình đi đâu ta? À, nhiệm vụ mình đi thẳng xuống đây. Chắc đi luôn đi. Ghé chợ đêm mua một phát. Mua cái là cạn tiền luôn, còn 71 đồng. Là không có tiền đi ngủ nghe gì nữa. Hỗ trợ mình sao tự nhiên đi nhanh như vậy? Tìm được cái gì nó gặp. Chơi 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 nha. Chào tới rồi.
Đi ra bị chặn đường hay gì? Thôi bỏ đi bỏ đi. Mình con này mình không solo quá được. Trời ơi. Mười may mắn. Không. Cuộn giấy giám định. Kho báu gì đúng bèo luôn. Trời. Cắn cái 37 máu. Đúng rồi, để bạn săn gắn thiệt. Con chim này nó lợi quá. 16 tiền à. Nhưng mà quan trọng nhất là kinh nghiệm thôi. Ba đến một quất luôn rồi, ăn bớt thất bại luôn rồi, chết tôi rồi, 82% nữa nha. Nó đánh trước mình hai tên luôn. Có mỗi chim mình tính à, chim nãy giờ đánh đúng chất lượng quá. Rồi 11 máu thì 4 máu thì nhẹ nhàng. Nó được cái thêm cái skill là triệu hồi một con sương nữa rồi. Cũng khá là ngon đó chứ. Nhưng mà cái sóc thì tôi vẫn thích cái sóc hơn. Sao ta? Đàm nó tăng lên một khúc. Trước tiên là cứ cầm đó. Cái chiêu triệu hồi con sương không ngon bằng cái chiêu đánh ra cái bãi xác. Tội gàng đi chậm quá rồi. Thằng AD cũng chả hơn gì luôn. Hồi nãy pháp sư là mua cái áo. Cái áo này cho ai được? Cái áo này cho thằng AD. Mình mới level 5 mà đánh đại đi, cùng lắm thì thua thôi. Nguyên cái đinh gần này level 6 không, định danh trước, định danh trước, không có tin tưởng cái gì hết. Đúng kho báu thiệt luôn rồi. Hồi nãy là ai đeo cái nhẫn đó, ai đeo cái giữ đồ còn may mắn đó, hình như hỗ trợ không, hỗ trợ đeo, hỗ trợ mở đi. Miễn nhiễm trộm cắp. Cùi bắp không à? Quá cùi bắp luôn.
mang luôn đi. Chín đến 22 nó bảy mười bảy chín 22 à? Bây giờ ông thời gian cũng bị thọt chủ phí rồi, tiếp tục di chuyển ngầm con quái luôn. Đây đừng đánh chân chim của tôi nha. Bể đầu. Con này nó đánh mình sẽ dính độc nè. Đi ra. Con dơi nó đánh phát ba lần á trời. Hụt ở trên rồi. Hụt luôn rồi. Nhẹ thôi nha, rồi dính độc luôn. Hai đứa con này dính độc luôn. Chết chim tôi rồi. Hỗ trợ dính độc, tí hỗ trợ thì giải độc được. Con dơi đến đâu lắm, mình phải tranh thủ gạt con dơi. Con này pháp sư hả? Thôi chết rồi. Bốn lót 85 khó lắm. Đừng đánh chim tôi nha, đừng có đánh chim nha. Ừ học rồi. Ừ đúng rồi đó, con chim này nó đúng khôn luôn á, nó biết bay về đây nữa, rồi nó biết đánh con chim luôn đó. Đánh cái nữa chim, đừng có đi lên. Rồi pháp sư làm nốt cuối cuối là xong. Giáp thì nó rất là cao rồi, kháng phép thì hơi thấp thôi. Lấy cái này thì chỉ lên được một kill hô vệ rồi. Rồi lỡ đeo đi. Ba sạch chiên. Ghi phô cợt.
sử dụng cái này tăng 117 F. Bây giờ cho thằng AD là thọt nhất nè. Còn có 4 cọng cỏ hồi máu thôi nghe. Vẫn bị dính độc nữa kìa. Chết rồi, anh chim mình vẫn dính độc. Con này 35 máu. Chim sống đánh bên đây nè. Hai điểm luôn cho chắc. À, để chết cái con dơi bên đây. Thục ơi bạn ơi, nhưng mà vẫn bị dính nữa hả? Thằng này mới nguy hiểm nè. Một thằng băng thằng nữa. Không, kháng phép hỗ trợ mình cao dưới trời lắm. Ủa sao nó miễn nhiễm chảy máu? Cắn lên chim. Đó. Xài tạm thì cũng được, nhưng mà hụt một cái là gãy luôn đó nha. Coi như là nhất kích tất sát luôn á. Chết chim mình rồi. Dính độc nữa chứ, 18 máu à. Thằng này đánh chính xác cao nên ưu tiên nó đánh vô những con như thế này. Đánh này là chim ơi. Thở gàng, bây giờ có nên khiêu khích nó không? Này hả, người xưa chí mạng liên tục ta. Cái lúc không cần thì nó lại ra chí mạng liên tục. Rồi hụt rồi, không chết con chim bên đây rồi. Nhẹ thôi nha. Chim né được rồi. Rồi tới con dơi này đánh mới đau nè. Ừ, nó đánh hụt luôn rồi, không sao. Chính xác vô. Rồi hụt phát cuối. Rồi để con dơi nó đánh nữa rồi. 12 máu hả? Rồi gãy vũ khí luôn. Thiệt chứ.
đến thợ rèn ngày hôm sau chết nhẹ 38 máu, mình 16 giáp rồi đó. Nó miễn nhiễm như tôi, không thể đẩy lùi, chỉ có thể perfect thôi. Ủa bây giờ mình có thể trang bị vũ khí rồi đánh luôn được nè. Ba sợ phít, một phít. Ông này thì đâu có cần quá gì mang gích đam vô. Đây 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 đây. Máu thì chỉ có mỗi ngày AD máu ít thôi, chả cần. Hồi máu hả? Chim của mình chim vẫn còn hơi thấp. Hồi máu thì chắc là AD thôi. Nguyên thợ rèn đó, mà đê đi. Con nhện rất nguy hiểm nè, nhện này gây độc nè. Cắn nó chim ơi, cắn thằng goblin nè. Trời ơi đi cắn con nhện. Phục nó chứ. Khốn nạn thiệt. 80 mấy phần trăm. Rồi hụt luôn. Rồi xong rồi. Đúng là cái nhân phẩm 80 mấy phần trăm hụt liên tục. Chính độc không? Không. Gạt con goblin thì khó trúng lắm. Chết luôn hả gì vậy? Ôi vãi thiệt, một hit chết luôn. Giờ tôi có hỗ trợ thì chắc cắn cỏ thôi. Double kill. Chảy máu. Bị lửa đốt nữa trời ông pháp sư này. Bị độc chảy máu. Tất cả các hiệu ứng. Rồi nó bị điện giật. Phá được cái chiêu nó đó, chứ không phải nó đánh một phát là mình ngáp ngáp luôn. Nó bàn bảy đàm à. Đó. Chứ không thôi là một hit bay màu rồi. Rồi còn đây thì mình cứ nhẹ nhàng thôi.
Chừng còn 8 máu à. Để bàn chứ. Ok. Hỗ trợ đục máu tí, nhưng mà không sao. Sử dụng hồi 36 máu. Chưa cần. Phòng kế nữa là phòng sự kiện. Sắp lên level 6 rồi, nên là con này nó lên level 6 thì đây đến boss đây. Nhìn boss nó đội mũ thấy ngầu không? Chị mình thì dắt không qua nổi con nước này rồi. Giáp bọng đầy đủ hết. Đánh thì đánh con sát thủ này. Rồi nó né nó dắt. Heo bị sốc thì có 40 đam thôi. Rồi chim. Không, không cần di chuyển đâu. Nó người xương nên không con nào bị chảy máu cả. Nè, thằng AD của mình né 37% lận. Thục quả gì không nổi. Nó để hai assassin nó bắn hoài luôn. Trời ơi, 80 mấy, 90 mấy phần trăm đó. Tính làm cho nó bị sét để nó đỡ phá mình. Mình có thể đánh được 37. Một hết 3 phát luôn. Nãy giờ chưa đánh trúng thằng này cứu nào luôn á. Game đúng nhân phẩm thiệt luôn. Pháp sư có 10 né mà vẫn né được. Giờ mới đánh trúng rồi. Nó bị sét rồi nó hên đó. Cũng phải đánh đúng đau luôn á.
Con này không bao giờ nó cắt chuyên với nó. Tám máu tuần sau mình cắt nó luôn, còn chấm máu hả? Rồi hụt nữa, hụt hai phát luôn chứ, đua đánh bên đây nè, đừng có bắn đây. Bên đây có ông thợ rèn, ông đỡ cho về tôi này. Con này nãy giờ nó đến hụt không à? Lúc không cần thì nó lại đến chuẩn, chuẩn bể nồi luôn. Rồi xong, kết thúc. Lên cấp hồi đầy máu. Đó, ba đứa đầy máu. Trời ơi, cái giày nó cùi. Giờ này còn cho cái giày comment nữa chứ. Này uống không ta? Sao nó cho còn đồ cơ mạnh không vậy? Đùa nhau hả? Đây đôi giày này trông có vẻ xịn sò đấy. Trời ơi, đánh khiêu chiến cái đinh gần vượt cấp đó nha. Nhưng mà cuối cùng đồ đạc thì nó lại quá thon luôn. Lại tiếp tục đi diệt một cái băng cướp nữa. Đây, no thinh theo. Thời gian bây giờ còn đi được có 4 ô rồi trời. Cửa hàng bây giờ đã ghi phép. Ủa? Quỷ này chặn đường rồi. Thợ rèn đi lần hai tôn. Ối dĩa luôn. Hồ báo rồi. Bốn con. Bốn con nào cũng trăm mấy máu cho nó đùa nhau rồi. Đại hụt nữa.
Nó cắn cái là độc là ăn cám luôn á. Con cây này chắc nó không bị chảy máu đâu á. Dính độc không? Nó cắn cái 40 máu. Vãi cả lòng. Không là nó bị sét á, con này cũng bị sét luôn rồi, trời nó khôn quá. Trời ơi, gì bút một cái rồi vẫn hụt. Cắn nhẹ thôi nha, cắn cái 40 đao mà chết luôn á. Con này nó vẫn còn đang bị sốc nên nó chưa là nguy hiểm cho mình đâu, nên gán dồn con này đi. Phục hết trên này. Rồi hụt 3 phát luôn, vãi thiệt. Ngồi gạt nó. Do mình chết á, nên mất cái tượng mà focus. Bây giờ đeo đồ vô tăng tốc độ di chuyển mới được. Nhân vật mình nó đi chậm quá rồi. Trừ 2 sao fit đó trời. Con cốc hỗ trợ nãy giờ đánh hụt nhiều quá. Cái thuốc nào cắn phui máu đâu.
Trời, ông nội pháp sư. Ủa, hình như cái này chỉ dùng được trong combat hay gì á. Có cái đền tháp đây cộng 15 né tránh cho hỗ trợ được á. Ở đây có cái nhà nữa hay gì? Kiểm tra sức mạnh thì chỉ có cái tài năng hả? Đi 3% những dính rồi, nhưng mà chả được cái gì cả, dính 7 thôi. Thật ra là 26% vẫn được. Cái giày này khá là ngon đó. Cái giày này rất là xịn luôn á. Bây giờ đưa đồ qua cho tụi nó đặt. Cái giày. Hôm đó thì xa quá. Ừ, cái giày đó đưa cho ông thợ săn ngon hơn. Trời ơi, đi lần có hai ô rồi đi, biết nào mới tới đây vậy thiệt. Vũ khí của mình theo cái này giống theo tốc độ nha. Khi cung này thì chắc bán luôn cho rồi. Cái cung này tính ra đam nó vẫn cao đó chứ. Gậy gậy đi.
Một giáp ba hồi máu. Phải có vé mời mới đi vô đây được. Thôi xong rồi. Sủi thôi, sủi thôi. Ôi trời ơi, thằng AD này nó không có cái điểm focus để mình vượt qua nó. Hên là ba đứa này đầy máu đó. Bị đó, cái đó là cái gì ta? Nó kêu cái tinh cái gì cận tử vậy? Như là mất tôn đấy nhỉ. Chơi 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 chơi. Chuông báo tử vang lên. Ủa, này cầm cái gì rồi, nó mất cái khiên này. Phục rồi, không chết nó luôn rồi. Ây da. Thì nó đánh nó phá tôn hoài luôn đó. Buộc phải dùng thằng này để giết con chim chứ không thôi là bây giờ đào nha, chứ không thôi là mấy đứa này chính xác kém lắm, nó không đánh được con chim. Quái nó mạnh ra lại mạnh hơn á. Con thằng một mà. Thằng một thì chia buồn cùng cưng luôn. Nó khởi gàng đi hai ông bà nó.
này tết điểm may mắn à. Hồi nãy có đứa cầm cái gọng may mắn đằng AD. Tự nhiên máu ít quá. Rồi xong. Mười sáu giáp trời ơi. Đó, đẩy nó ra được một tí tuôn. Cắn nhẹo thôi nha. Rồi ừ né không sao, đó giờ mới thấy nhân phẩm lên được tí xíu 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 đó. Vãi thiệt, biết gì cắn luôn cái điểm kia rồi mà nó còn ba máu. Ừ, cũng được. Trừ 4 feet nữa là ăn cắm luôn á. Nhưng mà 11 giáp lận. Trời ơi, giờ mới thấy cây cung ngon. Chắc phải hồi máu một cái quá. Không, mình hết cỏ hồi máu rồi. Thôi đi đi đi. Thằng cầm lựu đạn nguy hiểm quá vậy. Mắc để bàn á, là cái gì? Ủa đâm phép hả? Trời ơi. Đùa. Học luôn. Nó không bị sét luôn rồi. Thôi gàng bây giờ 22 giáp này trâu lắm. Thủ đạn nó 31 máu. Xong rồi tuần này là phải hồi máu rồi. Chết luôn, chí mạng. Mình đánh chảy máu thì nó lại ra chí mạng. Hỗ trợ mất máu thì không sao. Chơi 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 chơi. Ừ,
nó bị sét hả? Rồi pháp sư tránh áo rồi, thôi thốt luôn rồi. Mày hả, mày hả, mày hả, thằng cướp biển kia, bomber kia. Giờ thằng AD là gánh tem rồi, từ đầu đến cuối nó khá là thế luôn, giờ nó là gánh tem rồi đó. Thợ rèn có cái áo cũng kha khá rồi, nên chắc cho hỗ trợ đó. Bây giờ cái gì không xài mình vứt hết cho con pháp sư. Cái cây này có khi ngon hơn bia búa nữa, tại nó xài có một tay à. Cái áo này cũng không ngon. Bây giờ ông cốc pháp sư này như một cái thùng rác. Tí nữa thì tôi sẽ bán hết. Lại đánh nhau nữa hả? Hai con cầm súng luôn. À, chán thiệt, nó chế bãi.
Ôi vãi thiệt, nó reload cho nó bắn luôn à. Đang thun có hỗ trợ á. Qua đây đi, để khỏi bị phỏng. Chịu hồi, chịu hồi hụt nữa. Bà nó chứ, nhân phẩm kiểu gì rồi. Nữa hai thằng né luôn. Còn hai máu kìa trời. Bắn sáu luôn hả? Nó bắn cái là mình mất lượt luôn á. Dán gạt cái con ngoài sau này được không? Chạy bắn con hay sao mà chết tôi rồi. Không, nó bắn cái này chỉ delay mình thôi. Đó, bây giờ thằng AD nó bắn phát nào là tính phát đó luôn. Cái nó này cũng cùi. Phòng kế là cái phòng chấm hỏi gì đó. Cửa quyền của hả? Để dành cái lốc vít đi, có gì mình mở cái gương. Phòng này nó mở cái cửa đó, nó sẽ kiểm tra bằng cái điểm thể lực. Chết rồi, chiến chùm luôn rồi. Ủa sao nó đứng ngoài sao? Hụt hoài luôn má. Con này nãy giờ chưa có cắt được cái kill nào hoàn chỉnh nữa. Nó bàn cùng rồi đó. Nó bàn cùng gì mà không đứng kiểu này được rồi. Ây da, 23 máu. Thời gian thôi thớp rồi. Chưa bao giờ dính được. 3 lần rồi. Bắn phát hàm mấy máu.
Lúc không cần thì nó lại chí mạng. À, nó 83% đó nha. Là cách 4 lần không lần nào ra hết. Đỉnh cao tỷ lệ luôn. Bả trăm máu. Không, hồi cái này thì không hồi máu được cho pháp sư với AD cũng không ổn. Bút phản đòn hả? Bắn thử cái khoảng 50% đam gây ra. Phục nữa phải xài đến mấy cái điểm này không à. Đến thử phát còn sao không, đòn phép thì nó chỉ phản được một đòn thôi, nên tí nữa canh canh cho con cung nó phản. Nó không bị tuôn nha. Bạn nào đó 83% đùa nhau. Đừng nói gửi đệ hay gì. Thiệt luôn. Nó gửi đệ mà ra mà để nó đánh trước thôi chứ. Rồi chết luôn. Nhẹ 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 thôi, mới chịu hồi à, ăn cốc ơi rồi độc ác.
sao, cùng mình vẫn còn đường tôn đó, đốt đó. Mười mấy đam vậy hả? Thằng này 32 đam. Rồi, rồi chết xuống không sao, tới đâu đánh vô này nhá. Học. Nó chạy qua đó thì nó mất tuôn, nó lại bị sốc nữa. Chết mày đi. Mày phải trả giá cho điều này. Đây là không phải lần cuối mà nhìn thấy tao đâu. Mới thấy à? Mới thấy chịu hồi ra chuyển chỉ tí à? Đuổi đốt chết. Này chém người xương đi. Nó chém sao mà người ta quay mặt qua dòm á. Học ở trên này. Khi mà đồng đội quay mặt qua dòm là chắc chắn mình chết luôn. Được mỗi cuốn là vậy thôi đó hả? Chứ cái chuyến hành trình của mình vẫn là tiếp tục. Mở phá được cái nhân vật mới, gọi là nhân vật Pathfinder. Phải giết 25 cảnh vệ lận thì mới hoàn thiện cái này. Thêm một số cái vũ khí mới. Mở phá được cái khiên mới. Cái này là mới chapter 1 thôi. Sang đây là chapter 2. Rồi, hôm nay chơi nhiêu đây được rồi. Rồi, nói chung là đánh chỉ có 3 băng cướp nên cũng tương đối đơn giản. Bây giờ đã có một số nhân vật mới, nông dân hả? Mình thì có 42 quyển sách thì có thể mua được cả hai nhân vật luôn á. Nhân dân. Không coi được chỉ số nữa ta. Bui một cái buồn nhìn gom ở đằng trước khi combat. Pathfinder thấy không ngon nghe lắm. Cái ông này thì chắc chuyên sử dụng ba cái đồ quăng ném á. Đây là mở được cái trang sức cái ba lô đeo thôi. Thương nhân thì mình vẫn còn 6 thương nhân chưa gặp. Địa điểm thì chỉ mới gặp cái đầu tiên. Là cái nhà bán thuốc lưu vong, lữ hành. Cái trang sức này không thấy chỉ số gì đó. Rồi cái này chừng nào có thời gian tôi cài rồi mở nó từ từ sau. Mình lướt qua cái thôi. Rồi. Ok, bye bye anh em. Nào có thời gian thì chơi tiếp con game này. Rất là thú vị.